Xin chào các em ha. Hôm nay thầy làm cái video clip để hướng dẫn các em cách đăng nhập vào Google Meet. Đầu tiên thì mình phải tải cái chương trình đó về vào CH Play nè. Rồi mình tìm cái Google Meet. À. Đó. Thì ở đây thầy đã tải rồi cho nên nó hiện ra cái chữ mở. Còn các em chưa tải thì ngay chỗ này có chữ tải về, ta sẽ tải về. Rồi. Sau đó mở cái Google Meet lên. Rồi. Thì để tham gia vào cái phòng của giáo viên đã tạo ra thì mình sẽ tham gia bằng mã hoặc là tham gia bằng bằng cái đường link. Thì lấy cái đường link ở đâu? Thì đường link đây thường thì giáo viên sẽ gửi cho mình qua cái nhóm Zalo. Cho nên các em phải có cái Zalo để nhận cái link đó. Ví dụ trường hợp đây thầy tạo một cái nhóm lớn, những bạn mà học môn địa của thầy thì có trong cái nhóm Zalo này. À, cái nhóm của thầy nè. Thì thầy tải tài liệu cũng tải lên trên đây. Đây. Vào cái nhóm này. Đây, thầy có gửi cái đường link nè, chỉ cần bấm vào cái đường link. Rồi sau đó là mình sử dụng cái tài khoản Gmail của mình á để đăng nhập. Đây thầy có nhiều Gmail, thầy lấy đại một cái tài khoản Gmail ha. Rồi sau đó là mình bấm yêu cầu tham gia. Thì cái yêu cầu tham gia của em sẽ được gửi qua qua máy. Thì ở đây nè, anh ta thấy gửi qua máy thì giáo viên chấp nhận là em sẽ vào phòng được. Giáo viên chấp nhận là các em vào được phòng ha. Cảm ơn các em đã theo dõi video clip. Xin chào các em.